Ok, là xin chào bạn, thì là cái chủ đề của video ha, thì rất là nhanh thôi. Thì đây là cái chiếc iPhone 11 Pro. Phiên bản màu Pacific Blue ha. Thì là phiên bản thị trường Singapore. Vừa nghe nói đây là một cái con máy đầu tiên Việt Nam luôn. Đó, tức là còn nguyên siêu. Thì phiên bản mình trên tay nó sẽ là 128GB. Thì bây giờ mình sẽ khui siêu ra xem coi là phiên bản mà Pacific Blue của con iPhone 11 Pro thực tế ở ngoài nó như thế nào ha. Rất là đẹp đẹp. Rồi ok, vào đây. Đây là cái hộp của nó, mình thấy là cái hộp thì nó được làm rất là gọn, mỏng hơn rất nhiều so với hộp zin. Phía trên mình sẽ có cái hình đây là đó, nhìn thì biết ngay là con iPhone 12 mới rồi. Mà sao lại như thế này, mã là ZBA. Rồi khui ra ha. Đây là cái cảm giác rất là sướng nữa các bạn. Đó, sướng nha. Ui chà. Đấy. Thì đây là cái hộp của con iPhone 12 Pro. Rồi giờ để một bên ha, xem coi như thế nào đây. Mở ra nha. Thử nha. 3, 2, 1. Đó. Ui trời ơi. Đó là cái màu Pacific Blue của con 12 Pro các bạn. Nó đẹp hơn rất rất là nhiều so với là phiên bản mà iPhone 12. Phải nói là cái màu iPhone 12 nó nhìn như là cái màu Trung Quốc các bạn. Như là những con iPhone Trung Quốc nó nhìn rất là tệ, rất là xấu. Lấy ra ha. Ui da ôi. Đây thấy chưa. Ê, tuyệt vời chưa. Thôi cái này mình để sau bên nha, mình sẽ nói sau. Đây, cái đây là phụ kiện bên trong, mình sẽ có là một cái sợi cáp sạc là C2 Lightning và một số những cái sáng dẫn đây. Thì mình thấy là Apple năm nay là ăn hết một trái táo của người dùng rồi. Còn có một dọc xem nè, sáng dẫn rất là gọn nha, và một cái logo của táo ở đây thôi. Đó, thì đó là phụ kiện bạn mua, nó sẽ như thế này. Rồi đóng gọn lại. Đấy. Mình gần như là mình là người đầu tiên đập hộp phiên bản thị trường Singapore Việt Nam các bạn. Đã chưa? Ok. Thì đóng hộp lại ha. Đây, bây giờ mình sẽ khui cái siêu của con iPhone 12 Pro cho bạn coi nè. Nè, cái cảm giác này nó sướng các bạn. Úi chà. Ui. Đẹp quá các bạn ơi. Tuyệt, nó là coi video ở nước ngoài á, nó đã phê rồi. Giờ cầm được thực tế trên tay nó rất là phê các bạn. Quá đã luôn. Thấy không nè, cái viền gọi là viền thép các bạn, nó được làm bóng ha. Ở đây mình đang có con 11 Pro nè, mình sẽ so bạn coi luôn. Đây mình sẽ để đây ha. Đây là con iPhone 11 Pro của mình nè, đang xài có 4G. Tháo ra cho bạn coi so sánh luôn. Đó, tháo ra. À, đấy. Đây. Thì mình thấy là cái viền của con 11 Pro phải là cái viền của con 12 Pro á. Mình thấy không? Trên con 11 Pro thì nó được làm bo tròn ha. Còn trên phiên bản mà 12 Pro á thì nó được làm về phẳng hơn. Đó, giờ iPhone 5 rồi các bạn. Đấy, bạn Karen thay zoom lại cần chút xíu ha. Đó, giờ đợi nào. Nó sẽ bóng hơn, mình thấy là nó khá là bóng ha. Và những cái nút bấm á, nút nguồn nè, tăng giảm lượng thì nó cũng được làm phẳng hơn chứ nó không có làm bo tròn. Đấy ha. Thì đây là cái cạnh phải thì bạn sẽ có là nút nguồn nè, còn làm cạnh trái ha. Đó, cạnh trái thì nó sẽ có vẫn giữ nguyên là vị trí của nút tăng giảm lượng nè, rồi bộ tắt chế độ im lặng nè, rồi cái sim. Đó, cái sim này thấy là làm phẳng luôn. Để mình rờ thử coi nó có được làm nhôm nhôm nha. À, mình thấy là nó được làm bây giờ cũng có cái gờ nhẹ nhẹ thôi, cũng không đáng kể. Đó, nút tăng giảm lượng này bấm rất là ok nè. Đó, đây. Đó, bật tắt ha, nút nguồn. Phía trên này thì không có gì hết. Đây mình vô cạnh dưới. Thì cạnh dưới này nó sẽ có là cổng Lightning nè, cái loa ngoài cũng như là cái mic, là cái phần mặt dưới của cái chiếc iPhone 11 Pro của mình, thấy không? Đó. Thì em thấy là năm nay thì Apple để đổi ngược lại ha. Cái loa thì nằm bên như là nó sẽ thay đổi về cái thiết kế nào đó, không? Đó. Thay đổi nè, chút xíu. Đó. Chỉ cho bạn coi về cái độ bóng của cái viền thôi. Đấy, cái màu. Đây là cái màu của mình là màu đen ha, còn đây là màu xanh Pacific Blue theo nhiệt thực tế ngoài. Được chưa? Đó. Và nó là nó rất lẹ các bạn, rất cà phê. Và mình thấy là cái cụm camera trên cả hai phiên bản này thì nó cũng không có khác biệt quá là nhiều ha. Do mình có gắn thêm cái ốp kim loại phía trên đó, cho nên mình thấy là nó hơi dày. Nhưng mình thấy là về cái độ dày của cả hai cụm cam thì đương nhiên là tương đương nhau, không có khác biệt gì hết. Bây giờ mình sẽ mở máy lên mà coi luôn, mình kích hoạt luôn, active luôn. Đó, mở nguồn lên ha. Đây mở nguồn lên cho bạn coi nè, đấy, lên nguồn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy là cái nhược điểm của việc mà xài cái việc mà bóng này á, thấy không? Mình cầm vừa mới cầm thôi là nó mồ hôi nè, nó bám vô nè, nó dơ, trời ơi, nó dơ thì thôi luôn, thấy chưa? Đó. Cho nên là mình nghĩ là bạn nào mà xài thì tốt nhất là thì khó lau chùi thường xuyên, hoặc là mà xài ốp thì nó sẽ đỡ hơn chút xíu ha. Quá đẹp. Đó, giờ kích hoạt nè. Đây thì mình đang đã kết nối wifi này ha, đang chờ kích hoạt cái chiếc iPhone. Thì mình thấy đây là cái mặt trước của con máy nè, 12 Pro và con 11 Pro, thấy không? Đó thì mình thấy là nó sẽ lớn hơn chút xíu ha. Mình mở cái màn hình lên bằng coi luôn nè. Mở lên bằng coi ha. Đó, đây. Đây, đó, đây thấy không?
nó sẽ nhìn mình thấy là cái bề mặt của con 12 Pro các bạn nó phẳng hơn ha, nó không có được bo tròn như đây. À, và cái viền mình thấy là nó cũng mỏng một chút xíu, do mình có xài cường lực các bạn, cho nên là mình thấy là cái viền con 11 Pro này nó hơi dày. Rồi bây giờ mình tiếp tục ha. Đó, Face ID cái này mình thiết lập sau đi. Rồi ok, cái này thì mình sẽ để mặc định là không hết ha. Đó, vẫn sử dụng luôn. Rồi mình sẽ tính sau. Rồi, mình sử dụng rồi nhập lại không hết. Rồi, cho mình coi cận cảnh luôn. 12 Pro phiên bản Singapore ở Việt Nam trên tay. Mình đã vào cái màn hình chính rồi. Đây, đây là cái mặt tiền của con iPhone 12 Pro ha. Đó, rất đẹp luôn, mình chỉnh độ sáng hết cỡ mà coi nè. Đấy, thấy chưa? À, cho mình coi kích thước của hai cái tai thỏ của con 11 Pro và 12 Pro ha, đây. Đó, thấy chưa? Thấy không? Đấy. Thì mình thấy là nhìn chung á, nhìn nếu mà nhìn mắt thường á thì mình thấy là khá là giống nhau á, nhưng mà do mình không có thước mình đo ha, không biết là hai này nó có nhỏ hay không thì không biết. Đấy, được, cho bạn coi nè, thấy chưa? À, một vòng ha. Rồi, lát ra. Đây, như thế này. Bước qua nè, bước lại nè, bước qua, bước lại, bước qua, bước lại. À, bước lại ha, bạn coi. Ok. Rồi, thì cái máy này á, khi mình mua về á, thì nó đang chạy sẵn phiên bản gì đây? 14.1 các bạn. Đang chạy sẵn là 14.1 ha, còn mình thì đang xài phiên bản 14.2. Đó, 14.2. Ok. Mở thử luôn cái phần camera luôn đi ha. Mở camera luôn. Mở cam lên. Rồi cho phép. Đây. Đây là cái camera trên hai máy nè thằng. Đó, thấy chưa? Đó, đây camera nè. Mình cũng phải được góc siêu rộng đây. Hoặc là zoom tele 2x đấy, hoặc là cam trước. Đây mình đang nhờ một bạn ha, quay giùm, đây là quay bằng con Vivo V20. Đó, rồi vô đây ha. Rồi chúng ta có quay video. Đó thì nó tương tự rồi, mình cái này thì mình nghĩ là không có cái gì nhiều đâu. Ok. Rồi, xong. Thì đó là cái phần trên tay, thì giờ mình sẽ thử gắn một số những cái ốp lưng của OPPO G vô cho bạn có thử coi là như thế nào ha. Ở đây mình đang có cái ốp OPPO G Monarch dành cho con iPhone 12 Pro. Đây. Cũng là màu xanh luôn rồi ha, màu xanh luôn. Giờ gắn cho thử nè. À, gắn vô. À, gắn vô nha. Ây da, gắn vô. Đó. Thấy chưa? Thì đây là mình thấy không, là cái màu xanh của cái con iPhone 12 Pro đó, nó gần như là nó trùng với là cái màu của cái ốp lưng luôn, cho nên là phải nói là nhìn nó rất là đẹp. Và cầm nó cũng rất là chắc nữa, cho nên giờ mình có cầm con này mình luyện xuống mặt bàn cũng không sợ nữa. Đó, cái này nè đó. Cứ cầm cái vòng thì cũng không sao. Đấy. Rồi ok, thì đó là cái ốp lưng Monarch ha. Lấy ra đơn giản lắm, nó lấy ra như thế này là xong. À, lấy ra rồi thì ở đây mình có thêm một cái ốp của Flio, cái này thì nó cơ bản hơn, nó là dạng trong suốt mà nó hơi đục nhẹ thôi. Đó, bạn gắn rồi mình, nếu mình muốn gọi là show được cái màu của Pacific Blue á thì gắn ở đây, thấy không? Đó, đây nó như thế này bạn ha, đây là cái ốp của Flio UBG đó, thấy chưa? Rồi ok, thì sẵn tiện mình cũng chia sẻ luôn, thì cái cụm camera sau á thì trên phiên bản 12 Pro á thì nó sẽ có một cái lidar ở đây. Đó, thấy không nè, có cái lidar nè. Giờ trên con 12 Pro thì không có ha, 11 Pro không có rồi nha, đó thấy không? Không có nè. Nãy mình quên nói cho bạn nghe. Đấy, giờ so sánh luôn. Rồi, ok. Thì như vậy mình đã có một cái video mình chia sẻ nhanh cho các bạn về cái chiếc iPhone 12 Pro phiên bản màu Pacific Blue ha. Thì mình thấy là khi mà so sánh với lại con iPhone 11 Pro mình đang xài á thì rõ ràng là nó khác biệt nhau khá khá đó. Từ cái khung viền thép bóng bẩy nè ha, rồi cái cụm camera sau và rất nhiều thứ nữa đấy. Thì mình sẽ cố gắng mượn cái chiếc máy này lâu hơn và mình sẽ test về hiệu năng hay là về cái phần camera, đặc biệt là chụp đêm á, để so thử coi là nó có khác biệt nhiều khi mà so là con iPhone 11 rồi hay không ha. Ok, thì mình nào có kiến gì về cái chiếc máy này thì bây giờ comment bên dưới video. Rồi chào bạn.